Xin chào các bạn, đây là khoai lang, khoai mật của nhà mình nhé. Mình đã gọt bỏ vỏ đi rồi và mình sẽ giới thiệu, chia sẻ với các bạn làm cách làm món khoai lang chiên rất đơn giản. Và đây là mình đang thái ra để mình ngâm vào nước này. Khi ngâm các bạn cho mấy hột muối vào cho mình nhé. Đảo đều lên, ngâm. Các bạn ngâm cho mình khoảng độ 5 đến 7 phút nhé. Các bạn thái lát mỏng cho mình. À, tùy theo nếu các bạn là củ to củ nhỏ các bạn cứ thái ra. Thế xong rồi các bạn ngâm với nước muối loãng cho mình nhé. Từ 5 đến 7 phút. Thế xong rồi các bạn vớt ra để ráo nước và chúng ta cho vào chúng ta chiên. Lý do tại sao các bạn ngâm vào muối là khi ngâm vào đấy là nó sẽ khử các cái vị chát của nó đi. Và đến lúc mình chiên thì là nó giòn và nó có cái vị đậm đậm. Rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ mình đã ngâm nước muối được 7 phút xong rồi mình mới vớt ra. Các bạn nhìn xem nó không có một tí nào màu thâm nữa vì là nó đã hết được cái nhựa rồi ấy. Mình vớt ra mình để ráo và bây giờ mình đi chiên nhé các bạn. Rồi các bạn cho một chảo mỡ vào cho mình và các bạn thử xem nếu mà nó già mỡ rồi, già dầu rồi các bạn hãy cho khoai vào cho mình nhé. Thấm dầu hai mặt cái xong rồi mình để ra bên cạnh nó chín. Khoai này chiên cũng không còn nhiều dầu lắm đâu các bạn ạ. Các bạn ơi, đấy, nó đã vàng ươm rồi này. Như thế này là vàng mà các bạn cảm thấy là nó giòn rồi. Chúng ta sẽ tắt bếp đi, tắt lửa đi và chúng ta sẽ gạt nó lên một góc. Rất là bẩn luôn các bạn ạ. Ok, để chúng ta sẽ nghiêng cái chảo cho nó dốc nước đi và dốc mỡ đi và chúng ta vớt lên nhé. Đó các bạn ơi, đĩa khoai của chúng ta khoai tây lang chiên và các bạn như thế này, các bạn hãy cho xíu tương ớt vào nhé. Là chúng ta đã được một món ăn vặt rất là ngon, kể cả người lớn lẫn trẻ em ai ăn cũng được nhé các bạn. Chúc các bạn thành công trong cách làm món khoai lang chiên thật đơn giản. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.